Mấy chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của em nha. Trong buổi chiều tối hôm nay, hiện tại là bây giờ là 7 giờ 20 phút. Hôm nay là thứ năm nha ông bà cô chú, ngày 16 tháng 5. Dạ, em đang ở bánh xèo nhí nè. Địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chính Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 35k một cái nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ôi, chào cô ba nha. Chào con gái nha. Ồ, khách tới kìa, khách kìa. Ăn gì chưa con gái? Ăn gì chưa? Chưa hả? Trời ơi. Ông bà trong nước và ngoài nước chào con gái nha. Ôi tối mưa to quá hả? Trên này có ngập không? Dạ cũng tối mà ít à. Không biết cả, nhưng mà tối có khách không? Dạ có hay gai. Lai rai hả? Trời, hôm qua Sài Gòn mưa to lắm ông bà ơi. Ngày hôm nay thì nó mưa buổi trưa. Hôm qua là mưa là chú Long đi không được luôn. Dạ, con đi từ dưới quận 7 về là thôi á. Ngập nước. Hiện tại là mình thấy ở bên trong khách cũng, ông bà cô chú cũng có ngồi lai rai. Cô ba bây giờ là bếp trưởng rồi. Hà Anh là bếp phó nha. Giáng chức. Lúc trước thì bếp trưởng, bây giờ là xuống là bếp phó rồi. Chú Hà bữa nay đi họp. Chập nước gì? Chuẩn bị mình đi, có hành trình đi xuyên Việt nha ông bà cô chú. Đi tầm khoảng 15 ngày. Đi vòng vòng xuyên Việt quay cho ông bà cô chú anh chị và các bạn xem. Ở nhà quay bánh xèo nhí hoài cũng ngán. Đó, hiện tại là hết bánh xèo. Khách đang bà nội là phục vụ nha. Thấy Dục Kỳ sao mấy chưa con? Sao đã hả? Ngày mấy có kết quả? Chưa hả? Rồi chuẩn bị là xong đúng không? Chuẩn bị là nghỉ hè rồi. Trời, bữa nay còn mấy ngày nữa là tụi con nghỉ hè rồi. Tuần sau là tuần cuối tuần này là bên con chú Long là học phụ huynh nè. Học phụ huynh là xong là nghỉ hè đó. Đúng rồi, ngày mai là tụi con được nghỉ đúng không? Nhưng mà thứ hai nó học lại. Ờ, đúng rồi, nghỉ là để tổng kết rồi xong rồi coi thử là đứa nào lên lớp, đứa nào ở lại, rồi đứa nào lãnh phần thưởng. Đây, khách. Dâu Nguyên ơi, dâu. Mình mở bánh xèo lên với ai mà mình mở kênh ẩm thực khác cho bà con thưởng thức bánh xèo chứ. Tâm Anh đang cài view nhưng mà không phải là cài view cho mấy chú YouTube. mình mở bánh xèo lên là cho ông bà biết là ơi trời ơi mấy bé này đang đổ bánh xèo kìa. Ôi cô bà năm chảo nha ông bà cô chú. Cô ba bữa nay là đổ chuyên nghiệp rồi, mình nhìn thấy cách lắc tay của cô ba đó là cũng chuyên nghiệp rồi. Sau một thời gian cô ba tập vợt học hỏi Hà Anh
Thì sau khi mà Hà Anh chỉ hết tất cả các bí kíp thì cô ba lên thành bếp trưởng. Hà Anh xuống bếp phó. Khóa cổ xe lại nha chị, khóa cổ lại. Vô luôn chị, dạ vô phía bên kia luôn chị. Khóa cổ xe lại nha chị. Rất khạch. Bánh xèo nhí đi ông bà cô chú ơi, bé nhí đây, địa chỉ là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ. Em quảng cáo bằng TikTok và Facebook xíu nha ông bà cô chú, thông cảm nha. Dạ vừa hết. Đây là cô ba bánh xèo 35k một cái. Đó, đây là số điện thoại đặt hàng. Vàng ống luôn ha bà hả, nhìn hấp dẫn ha. Em gái miền Tây đổ bánh xèo điêu luyện. Miền Trung mà nói gì vậy trời. Hả? Miền Trung mà nói gì, cái này cũng vui. Còn đây là bé nhí miền Tây đổ bánh xèo điêu luyện luôn. Thêm bánh xèo ghé ủng hộ các cháu nha ông bà cô chú. Quẩy tay ghê không? Thấy cô ba quẩy tay ghê không? Bánh xèo hả chị? Mấy cái chị? Một cái mang về luôn, nội ơi. Trời lạnh lạnh đây bà con, đang bánh xèo bữa hấp dẫn á. Xe lắp khách rất là đông nha, khách đang ngồi bên trong á cũng rất là đông. Mừng cho khách lúc nào cũng nhộn nhịp là mừng cho ông bà nội nha ông bà cô chú. Dạ quý ông bà đang ngồi thưởng thức bánh xèo rồi. Ủa ông nội đi đâu mà không thấy ông nội? Bánh 50 đi.
mang về luôn. Cô hàng xóm mua một cái mang về. Cái này 50 nè, cái này 40 mà hậu thật nè. Cô vô nè Nguyên, 50 hỏi cô đâu. Bếp phó này, bánh 40 bên bếp phó làm nè. Dạo này mất cái chức bếp trưởng có vui không à? Mất cái chức bếp trưởng có vui không? Được thường hả? Sao vậy? 40, bánh 40 rồi. Cô trước một bánh trước. Lâu lắm mới quay cái hình ba bé nhí à. Nhìn lại thì cũng thấy cũng không có đẹp trai đẹp gái lắm. Nhìn cũng bình thường à. Nhìn thấy cũng bình thường. Anh coi kìa. Hả? À. Nó nhìn anh bình thường, anh liếc. Anh liếc một cái chúng nó chạy tút ở trên đường Tô Ký luôn. Thôi clip gì? Chưa. Hôm nay có tin gì vui hả? Không. Clip gì chứ? Rồi, có rồi. Giá lên luôn. Rất là tất bật luôn bà cô chú. Tập trung nè, bánh xèo cháy kìa. Cháy là tự thưởng thức nha. Ai ngồi với sumo rồi không à? Chú Long, chú Hà, chú Việt rồi ốm quá nên là không có ngồi với mấy chú. Đi xe mô tô rồi không à? Không cô ba. Việt. Đó, thôi thấy chưa? Ê. Rồi, cô ba coi kìa, ông mắt tập trung một cái kìa. Xong rồi. Từ nãy phân tâm quá. Ủa ông nội bữa nay đi đâu không thấy ông nội? Ông nội bệnh hả? À cóm hả?
ông nội bệnh nay là không đổ bánh xèo. Hôm nay là cô ba với Hà Anh là bếp chính, bà nội phục vụ, nhưng mà Hà Anh hôm nay cũng không có tập trung. Cái thứ hai nữa là bữa nay chơi tàn với sumo rồi không à, mấy chú ốm ốm là không có chơi. Buồn thiệt luôn á chứ. Chú Long buồn á chứ con làm sao có buồn. Hả? Không mà mấy chú ăn khỏe thiệt á đúng không? Sao? Ồ để ý xe nha, xe kia nó chứ sao không quay đầu kia là của. Xe đó ăn bánh xèo á cô ba. Hôm nay không có gì vui vui kể hả Hà Anh? Dạ. Không có gì vui vui kể hả? Không. Cái gì vui vui á như là cô ba nè, kể chuyện cô ba đồ ra cho nghe, chuyện bí mật đó. Có, ai mà kể cô ba là cô bỏ chị thấy là chính là kể cô ba, cô ba giận 5 tháng. À, kể cô ba là cô ba giận 5 tháng hả? Trời ơi. Trâm Anh nó giận, Trâm Anh nó giận chú Long với chú Hà 4 tháng kìa. Trâm Anh giữ em mà. Ai? Trời ơi, hắn giận rồi mà chơi cái gì nữa. Hả? Ủa, khách có tới ai bắt xèo đứa ngồi. Mai là thứ sáu, hôm nay là thứ năm, mai là thứ sáu. Ăn tại chỗ hả anh? Ủa, anh thì ăn rồi. Muốn bán gì à? Mấy cái anh? Hai cái mang về. Tự nhiên mấy anh kia đi ngang qua thấy Hà Anh kia quê 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 quê. Tại sao ta? Hả? Hay là thấy cô ba? Chắc thấy Hà Anh quá, cô ba đâu có làm gì đâu. Rau hai cái mang về nội ơi. Một cái nữa. Nguyên đại gia đình đang đi ăn bánh xèo luôn kìa. 2, 4, 6, 8 ông bà cô chú đi ăn luôn. Nguyên đại gia đình. Anh kiến đi qua mảnh gì Hà Anh hoài ta? Đúng hả? Không nhìn cô ba mà nhìn Hà Anh hoài ta? À, bịt khẩu trang đâu có biết ai đâu, ló hơi mắt hả? Hết bánh xèo rồi. Bữa nay bà nội chạy bàn thấy nó nhẹ nhàng quá hả? Dạ. Hay là chưa tới ca. Cái gì? Cái gì vậy? Hả? Cái gì? Nói gì nói gì? Nói gì mới? Trời ơi, nói hát hồn nghe hát hồn vậy? Hả? Kêu chú gì đỏ đỏ đứng xong luôn. Trời ơi. Chú đỏ rồi đâu?
Từ nãy đâu ai áo đỏ đi ngang qua đây đâu. Trời ơi. Ai đi ngõ đó con? Bất ngờ chưa? Bất ngờ cho anh thấy chú áo đỏ đi ngang qua sau lưng. Mà trong đó, trong khi đó là camera rồi không thấy. Rồi cô ba cũng không thấy. Hay là chú đỏ sau lưng kia? Hay chứ. Mình mới vừa thấy cô ba nhún nhún nữa cơ ông bà cô chú. Không mà tự nhiên con nói chú Long giật mình vậy. Chú đỏ nào ta? Đâu thấy ô đỏ rồi đâu. Tự nhiên quay lại sau khi chú uống đỏ rồi đó mình mình hết hồn. Hú hồn hú vía giỡn giỡn bay. Có một pha hú hồn, có một pha hú hồn lạnh trong lưng. Đó thấy chưa, các bạn đi ngang qua là thấy hà anh là kêu là sao ta? Bên này đổ bánh xèo Cà Mau hả? Con coi chú Long quay bánh xèo Cà Mau chưa? Người ta đổ bánh xèo ngập luôn, lâu rồi. Chú Long quay năm ngoái. Đấy. Mới chiên cái 5 phút mà. Chết. Mới đổ 5 phút rồi mà lấy lòng ông bà rồi. Hình như hồi nãy vô cô ba, hình như hồi nãy vô rửa mặt đúng không? Đổ nước lên cho đổ mồ hôi đúng không? Nóng lắm. Bậy không? Thiệt không? Chú Long nói đúng hay nói sai? Thấy con gái đổ mồ hôi toát mồ hôi. Mình nghi nghi lắm. Đúng rồi. Mình phải coi mình một quán bánh xèo, mình phải coi kênh của mấy chú bánh xèo chứ. Mà bánh xèo mà mình mở mấy kênh bánh bèo rồi ra, bánh mì rồi ra. Thôi. Thất vọng quá. Nè mở ra để thấy cô ba nè, thấy mình đổ bánh xèo nè. Ôi trời. Khóa cổ luôn nha em gái, khóa cổ luôn nha. Thôi được rồi nội, trời ơi, cảm ơn nội nha. Trời ơi. Mấy cái em? Thôi thôi, gây chưa. Khóa cổ lại nha, chứ không mất cái xe đó nha. Làm em gái cũng khóa cổ kỹ luôn. Không, mình nói xe đạp á, còn xe đây khổ khóa cổ không có người xem. Đang kìa bà nội kìa, kêu là chạy vòng ngoài kêu vui không kìa. Cô ba cứ kêu là chạy vòng ngoài vui không. Vui rồi. Ủa ông nội mới bệnh hả? Mới bệnh hôm nay hả? Hôm qua nay hả? Mưa. Nghi nghi là chắc do Trâm Anh quá, quay do Hà Anh quá. Cái vụ hôm bữa đó là buồn quá sinh bệnh, ăn không được, ngủ không được, đêm dài chằn chọc. Đêm dài chằn chọc. Con đứa cháu ngon ghê luôn á. Rồi khóc hả? Rồi không chứ gia đình ngủ á cô ba ơi. Anh đổ nước lên nha, chuẩn bị anh đổ nước lên cho đổ mồ hôi kìa, nhanh lên chú Hà ơi.
Nhanh lên, nhanh lên. À, Hà Anh à, đó, 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 quay, 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 coi Hà Anh đó. Bất ngờ Hà Anh còn tốt. Cao giá mới đậu xanh lên luôn. Chú đâu đi vậy mà. Chú Long nói đúng mà, chú Long nói sai đâu. Chăm chảo nha mọi người ơi. Chú Hà bữa nay đi công chuyện về có quà, đi ra khỏi là văn phòng là có quà sách về. Ồ, khách đông nha, có nhiều bàn nha. Nhưng mà sáng nay để trời mưa nè. Ở đây có mưa không ạ? À? Không mưa. Ủa kìa. Trên này không mưa. Vậy là có hai ông. Mưa đã chưa? Không có miếng mưa luôn á. Vậy là có hai ông trời nha. Dưới kia mưa quá trời quá đất luôn mà mưa. Tầm tả luôn á. Tầm tả luôn mà. Mình cứ nghĩ là sợ nó mưa mấy chiều về không được, trời mưa ngập nước nè. Ở trên này khô ráo à. Hai mươi mốt đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha ông bà cô chú. Thời gian bán của bánh xèo Nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo của chúng ta đó là 35k. Đây là cái số điện thoại đặt bánh xèo nè. Mấy cái anh? Hai cái mang về nội ơi. 12 không mưa nha mọi người ơi, nhưng mà 3, 1 có mưa nha. Rất là lớn luôn. Bữa nay người ta chơi với sumo mà còn anh em mình không có cửa. Chơi như cỡ 100 kg. 100 kg cơ mà mấy trứng. Mấy 95. Còn ê, cái chú đấy chắc hơn 100 kg đó. Chú Long có 1m85 mà. Chú Hà 1m86 à. Cô Hà có gì kìa. Cô Hà có gì kìa. Hỏi hồi kìa. Bé Hà, bé Hà. Chú đấy chắc 100 kg à. Tuấn Phi Đan chứ là chú Bởi Tư Lộc á. Ôi, quân gieo mấy bài hả? Kỹ nha, đang màn hình đang sát đó nha. Rồi, đi. Rồi, rồi nha. Chú Ba bây giờ đứng xuống nữa rồi, chú Ba đi vô rồi đó, còn hết giờ. Thiếu hả? Chào mọi người nha. Hai người ta gọi ta. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Alo. Không mà em không phải, nhưng mà chị mua sầu riêng hả? Bất ngờ gì cơ bán sầu riêng. Dạ ấy là chị mua hay là sao? Chị gần ấy làm ship ở Sài Gòn hay là ở đâu chị? À, Phan Rang Ninh Thuận hả? Rồi chị nhắn tin vô cái số điện thoại em đi rồi em cho cái bà chủ á. Bà chủ có liên hệ với chị nha. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn chị. Mới nghe nói gì ở hồ, ở hồ này. À, mai mấy hàng làm ngồi ăn buffet đồ đàng hoàng, buffet. À, có buffet rồi nước ngọt rồi nói chung là đầy đủ. Nhân. Trời ơi, đi hụ thảo của FPT mà chẳng lẽ người ta cho nhịn đói? Phổi luôn. À.
trưởng rồi. Bếp trưởng rồi, Hà Anh là xuống. Hà Anh là bếp phó rồi. Bếp phó rồi. Là bếp gì mà đó là bếp như vậy cả. Rồi rồi vừa bà nội quản lý rồi. Bà nội là bây giờ là đi vòng vòng phục vụ thôi. Hồi nãy tự nhiên đang đứng nói chuyện nè người có chú nội sao chú bằng áo đỏ đi nó hết hồn. Trời ơi. Trời ơi làm. Mà chú Long đang để máy này nữa chứ. Tối nay về coi clip lại cho nó. Rồi để tối nay về coi rồi. Ông bà coi comment thử nha. Phút số không? Có gì? Có. Ủa. Ai xin lên con hả? Thôi nói sao lấy đi vô phải chịu đó nguyên đại gia đình luôn. Cảm ơn cô chú nha. Dạ nguyên đại gia đình luôn á ông bà cô chú ăn chọc ăn bánh xèo em à, lên đây luôn nha. Rồi khóa cổ xe luôn nha. Nguyên đại gia đình 8 cô chú đi ăn bánh xèo luôn á. Đó, vô. Rộn ràng nha ông bà cô chú, lạnh xíu á. Sài Gòn mát một xíu là bắt đầu ông bà đi ăn bánh xèo. Rồi, cảm ơn chú ha. Dạ. Cô chú gần đây không? Bên Mỹ Ấp nè. Dạ. Thêm bánh xèo ghé ngộ các con nha cô chú. Dạ, cảm ơn cô chú. Khóa cổ xe luôn nha em trai. Không, mới về ăn cái bánh bao. Ra mua cái bánh bao vô trong sầu riêng là đứng quay xong rồi chạy lên hết pin rồi chạy lên bánh xèo luôn á. Mới vừa ngồi ăn đây. Mua chưa kịp ăn luôn á. Dạ. Bà Phương là ủng hộ 78 cái bánh xèo. 70 cái. Dạ. Quá là mừng luôn ông bà cô chú. Ông. Dạ. Quá tuyệt vời cô Phương. Bánh xèo. Cô Phương Minh Mỹ. Dương xích hả? Lập xưởng. Cô Phương Minh Mỹ là tặng 5 kg xúc xích. Quanh chú Hà nói chú Long liệu luôn lập xưởng à cô Phương hôm bữa hả à, rồi thêm 70 cái bánh xèo cho ông bà to nhỏ nữa dạ tuyệt vời quá trời 78 cái dạ dạ ok dạ là tốt quá rồi cảm ơn cô Phương rất là nhiều nha dạ luôn yêu thương đồng hành à, cũng như là cô Hiền nè rồi cô Tiên nè, bà Tiên, ông Bụt nè, rồi chú Khiêm nè, rồi cô Dung nè, rồi cô Tiền, ông Minh nè. Đó. Nói chung là rất là nhiều. Em nhớ ông bà nào thì em đặt tên, em đọc tên ông bà đó. Thông cảm giúp em nha. Dạ. Những ông bà luôn yêu thương, ủng hộ bánh xèo nhí. À, 8 giờ rồi, có chuyến rồi. Cái gì? Ê! Nha, hai cô cháu cứ thì thầm hoài đó, có người comment nói là tự nhiên đang quay phim mà cứ thì thầm hoài kìa. Chỉ là có nói xấu rồi. Rồi, chỉ có nói xấu thôi, cứ thì thầm thôi nha ông bà cô chú. Mượn tiền. Ai biết được hay là rủ đi nhậu. Ghi quá. À, hôm bữa thứ sáu là hết bánh xèo luôn á hả? Ngồi ở nhà chờ hoài không thấy phát hả? Tự mình nội xử lý hả? Trời ơi, chú Long nhắn cho chú Hà này kêu sao không thấy định nhắn cho cô Ba nữa mà kêu để cô hình như là bán được hết rồi nên sao? Để mà nội xử lý. Rồi có gì là cứ nhắn nha con gái. Trời ơi.
Không, cứ nó chậm quá thì cứ nhắn cho chú Long. Chú Long đang đại diện cho cô Hiền, cô Quyên ở cô Hiền bên Mỹ, cô Quyên ở bên Canada. À, nó vén lắm á, là vén cứ trễ lắm á thì cứ nhắn tin cho chú. Chú Long. Hả? À, cái gì? Có cảm ơn cô Hiền rất nhiều đã hỗ trợ cho cô Quyên nữa. Cảm ơn cô Quyên rất nhiều. Cô Quyên bên Canada, cô Hiền thì bên bên Mỹ. Hàng gì hôm bữa chú Long ngồi ở nhà, chú Long về tới nhà xong rồi chú Long tập thể dục. Xong rồi chú Long về, chú kêu ủa hình như mà nội bán hết rồi nữa sao mà hồi nãy về là có nói Hà Anh có gì là gọi điện chú Long. Sao? Nói gì nó lớn lên đi con. Họ cứ thì thầm hoài. Không ngờ giờ. Dạ, cho ba đổ bánh sừng, rồi, cảm ơn ông bà, cô chú nha. Hẹn gặp lại ông bà, cô chú, anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Bye bye.